Ngày 19 tháng 12, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hùa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam-Lào tại xã Triềng Khương, huyện Sông Mã. Tham dự buổi tuyên truyền có gần 200 bà con nhân dân trên địa bàn xã Triềng Khương. Tham dự hội nghị tuyên truyền, đại diện các đơn vị Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Hùa Phăn thông tin với nhân dân trên địa bàn xã Triềng Khương về các nội dung của luật quốc tịch, hướng dẫn về cho phép kết hôn giữa người Lào và người nước ngoài, pháp luật phòng chống ma túy, xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài tại Lào, luật biên giới và di cư tự do, kết hôn không giá thú tại khu vực biên giới, luật thuế, thông tin tình hình người lao động nước ngoài sang làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thông qua hội nghị giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới giữa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với huyện Mường Ét, tỉnh Hùa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, góp phần bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt toàn diện giữa Đảng bộ chính quyền tỉnh Hùa Phăn với tỉnh Sơn La. Ngay sau khi kết thúc chương trình tuyên truyền tại xã Triềng Khương, ngày 20 tháng 12, hội nghị sẽ tiếp tục được triển khai tại cụm Bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hùa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.